Theo số liệu báo cáo trên toàn quốc, tình hình sốt xuất huyết hiện nay giảm so với cùng kỳ năm 2023 và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Tuy nhiên, dự báo số mắc có xu hướng gia tăng từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm. Sở Y tế vừa có công văn triển khai công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các ổ dịch xuất hiện trên địa bàn, tổ chức xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài. Thường xuyên tổ chức các đoàn công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo phòng chống sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng chống dịch. Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác thu dung bệnh nhân, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong và vệ sinh môi trường, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế.